ngày 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận 11 tổ chức chương trình kết nối giao thương, giới thiệu triển lãm, trưng bày sản phẩm ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành công nghiệp phụ trợ do các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn sản xuất, mô hình B2B. Chương trình nhằm kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, giúp cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh có thêm nhiều nguồn cung cầu, bán được nhiều sản phẩm hàng hóa, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Chương trình năm nay có sự tham gia của trên 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trong đó có 120 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia triển lãm, trưng bày sản phẩm. Tại đây, chính quyền địa phương đã có buổi đối thoại với doanh nghiệp với chủ đề tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, gia công hàng hóa và kết nối ngân hàng với doanh nghiệp. Nhiều vấn đề được đặt ra tại sự kiện đã được thông tin chia sẻ, giúp các doanh nghiệp nắm thêm nhiều thông tin hữu ích. Trong thời đại thương mại điện tử phát triển nhanh chóng và vượt bậc, thì B2B là mô hình kinh doanh có nhiều ưu điểm đối với doanh nghiệp. B2B giúp cho doanh nghiệp giảm được chi phí tiếp thị, tạo được sự tiện lợi cho người mua và người bán, dễ dàng tìm kiếm sản phẩm và tạo thêm nhiều cơ hội gặp gỡ những nhà cung cấp tốt hơn với chi phí phù hợp nhất. Cũng trong khuôn khổ chương trình, sự kiện Cà phê Doanh nhân lần thứ 20 với chuyên đề doanh nghiệp và truyền thông được Hội Doanh nghiệp quận 11 và báo Sài Gòn Giải phóng Hoa Văn phối hợp tổ chức. Tham dự chương trình có nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, chủ biên báo Sài Gòn Giải phóng Hoa Văn, ông Hàng Vay Chi, phó chủ tịch Huba, chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 11, ông Cao Sư Lực, giám đốc công ty cổ phần bánh kẹo Á Châu. Tại đây, nhiều ý kiến doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn báo Sài Gòn Giải phóng, top 5 tờ báo chủ lực chính trị cả nước, hỗ trợ doanh nghiệp kiến tạo, xây dựng và lan tỏa câu chuyện thương hiệu. Đây là giá trị cốt lõi để sản phẩm của doanh nghiệp mở rộng thị phần trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, báo Sài Gòn Giải phóng cần có gói thông tin hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển thương hiệu. Liên quan đến vấn đề này, đại diện báo Sài Gòn Giải phóng đã và đang có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu. Gần đây nhất là dưới sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức năm 2023 và dự kiến tổ chức lần 2 vào tháng 8 năm 2024.